7 thói quen hàng ngày là mầm mống của đột quỵ mà nhiều người chúng ta đang chủ quan. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Dược Sĩ Đạt, tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, tai biến đột quỵ là một trong những biến chứng nguy hiểm mà nó có thể làm cho chúng ta để lại những cái di chứng như là bị liệt, yếu liệt, hoặc là bị ảnh hưởng về chức năng ngôn ngữ, hoặc là có thể là tình trạng nặng hơn là làm cho chúng ta tử vong. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến tai biến đột quỵ, trong đó có những cái thói quen lối sống hàng ngày cũng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng như trên. Tuy nhiên có thể thì chưa ai nói cho chúng ta biết, hoặc là chúng ta cũng chưa có nhận biết về những cái thói quen này. Chính vì vậy trong video ngày hôm nay, Dược Sĩ Đạt sẽ chia sẻ về 7 thói quen mà có thể dẫn đến là chúng ta có tăng nguy cơ tai biến đột quỵ. Thứ nhất là thói quen tắm khuya hoặc là tắm ngay khi đi nắng về. Khi mà chúng ta đi nắng về thì nhiệt độ cơ thể chúng ta đang cao, các lỗ chân lông chúng ta mở rộng ra để tiết mồ hôi. Và nếu chúng ta đột ngột tiếp xúc với nước lạnh thì sẽ làm cho nhiệt độ của cơ thể đột ngột giảm nhanh, làm cho các vi mạch và các nang lông đột ngột co lại, ngăn chặn quá trình lưu thông máu. Thì đây sẽ là cái nguyên nhân làm cho rối loạn nhịp tim và hình thành cơn đột quỵ. Ngoài ra không chỉ là cái việc đi nắng mà nếu chúng ta tắm khuya, và khi mà đêm khuya thì nhiệt độ hạ xuống thấp, nước trở nên lạnh hơn, thì có thể là mặc dù chúng ta có tắm nước nóng nhưng mà cũng làm tăng nguy cơ giãn mạch máu, gây tụt huyết áp và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Đó là cái thói quen đầu tiên mà chúng ta nên tránh nếu chúng ta muốn phòng ngừa đột quỵ. Thói quen thứ hai đó là thói quen ăn uống không khoa học. Cuộc sống hiện đại thì chúng ta phải sống trong cái sự gấp gáp và đôi khi chúng ta hay sử dụng nhiều cái thức ăn nhanh, thức ăn đường phố và thức ăn hàng quán. Và thậm chí là người trẻ tuổi chúng ta theo đuổi những cái trào lưu, những cái món ăn có thể là độc hại cho sức khỏe một cách là bất chấp. Và vô tình những cái thực phẩm đó thì chứa nhiều những cái loại chất béo có hại cho cơ thể, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng là tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu và dẫn đến tai biến. Thói quen thứ ba là lạm dụng chất kích thích, lười vận động. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ thì những người chúng ta lười vận động thể dục thì có nguy cơ tai biến mạch máu não cao hơn 20% so với những người chúng ta tập luyện ít nhất là 4 lần một tuần. Điều đáng lo ngại là xã hội ngày nay chúng ta rất là lười vận động và Việt Nam chúng ta được xếp là một trong những quốc gia hàng đầu mà lười vận động nhất thế giới. Không những thế thì chúng ta còn lạm dụng rượu bia, thuốc lá, rồi các loại chất kích thích. Và đây là những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến tăng huyết áp, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và có thể dẫn đến tai biến mạch máu não. Đó là thói quen thứ ba mà chúng ta cần tránh để chúng ta muốn phòng ngừa đột quỵ. Thói quen thứ tư là chúng ta mất ngủ hoặc là thiếu ngủ. Có thể là chúng ta gặp tình trạng mất ngủ, thiếu ngủ do nguyên nhân bệnh lý. Tuy nhiên thì xã hội ngày nay chúng ta đang gặp một cái tình trạng là mất ngủ, thiếu ngủ là do chúng ta cố tình chúng ta thức khuya quá nhiều. Thì tình trạng mà thiếu đi cái giấc ngủ chất lượng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai biến đột quỵ. Khi mà chúng ta thiếu ngủ, mất ngủ thì sẽ gây ra hàng loạt các vấn đề như là gia tăng các hormone giao cảm, tăng huyết áp, tăng lượng đường huyết, stress thường xuyên hơn, tăng các gốc tự do, các chất oxy hóa trong cơ thể chúng ta và làm cho cơ thể chúng ta bị mất cân bằng, tổn thương mạch máu. Và chính những tình trạng này nó duy trì trong một thời gian dài sẽ làm cho chúng ta bị tăng nguy cơ tai biến đột quỵ. Cho nên một giấc ngủ ngon sẽ rất là quan trọng, đóng vai trò phục hồi cơ thể, phục hồi tâm trí hiệu quả và cải thiện sức khỏe tổng thể. Thói quen thứ năm đó là chúng ta uống nhiều rượu bia, nghiện rượu bia. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu chúng ta uống quá nhiều rượu bia hoặc thường xuyên uống rượu bia thì chúng ta có thể đối diện với nguy cơ bệnh lý tăng huyết áp và có nguy cơ bị xuất huyết não. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ thì khi chúng ta uống nhiều rượu bia sẽ làm tăng mức độ chất béo trung tính. Đây là một dạng chất béo có thể làm cứng động mạch của cơ thể và các thành động mạch yếu đi và tăng nguy cơ đột quỵ do xuất huyết. Thói quen thứ sáu là thói quen nằm gối cao. Khi chúng ta nằm gối quá cao khi ngủ thì có thể làm cho quá trình lưu thông máu từ tim lên não bị gián đoạn. Ngoài ra thì các dây thần kinh cũng bị chèn ép, cản trở tuần hoàn máu não và gây ra tình trạng thiếu máu não. Cho nên là những người mà chúng ta nằm gối cao thì khi chúng ta thức dậy cái triệu chứng khó chịu là đau đầu, mỏi cổ. Và thói quen này nếu mà kéo dài trong một thời gian dài thì sẽ làm tăng nguy cơ tai biến. Và các chuyên gia đã khuyến cáo là chúng ta không nên nằm gối cao quá 15 cm. Thói quen thứ bảy là thói quen nằm ngủ trên nền nhà lạnh. Có rất là nhiều người chúng ta có thói quen là chúng ta ngủ trưa là chúng ta hay nằm trên nền gạch cho nó mát mẻ, đúng không ạ? Tuy nhiên khi chúng ta nằm trên cái nền gạch lạnh như thế thì một lát sau cơ thể chúng ta sẽ bị mất nhiệt và rất là dễ bị cảm lạnh. Và cái cơ chế nó cũng gây ra giống như là cái trường hợp mà chúng ta đang đi nắng mà chúng ta về chúng ta tắm nước lạnh. Nó sẽ làm co thắt mạch máu, đặc biệt là mạch vành của trái tim và sẽ rất là dễ tăng nguy cơ tai biến nhồi máu cơ tim. Chính vì vậy mà nếu chúng ta có cái thói quen chúng ta nằm gạch chúng ta ngủ thì chúng ta hãy trải một cái vật gì đó ra. Có thể là trải chiếu hoặc là trải chăn ra để chúng ta nằm. Tránh trường hợp chúng ta nằm trực tiếp vào cái nền gạch lạnh thì nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Như vậy Dược Sĩ Đạt đã chia sẻ về 7 cái thói quen mà có thể là cái nguyên nhân dẫn đến tai biến đột quỵ.
Dược sĩ Đạt xin tổng hợp lại như sau. Thói quen thứ nhất đó là chúng ta tắm ngay khi đi nắng hoặc là tắm quá khuya. Thói quen thứ hai là ăn uống không khoa học. Thói quen thứ ba là lười vận động, lạm dụng chất kích thích. Thói quen thứ tư là mất ngủ hoặc thiếu ngủ. Thói quen thứ năm là uống quá nhiều rượu bia, nghiện rượu bia. Thói quen thứ sáu là ngủ nằm gối quá cao. Thói quen thứ bảy là chúng ta có thói quen nằm trên nền gạch lạnh. Đó là 7 thói quen mà có thể là dẫn đến tai biến đột quỵ. Nếu chúng ta đang có những cái thói quen như trên thì chúng ta hãy tránh xa để chúng ta phòng ngừa những cái tai biến đột quỵ nguy hiểm nhé. Nếu cảm thấy video này hữu ích thì chúng ta hãy lưu lại và chia sẻ đến nhiều người để chúng ta có thể phòng bệnh. Và đừng quên đăng ký vào kênh của Dược sĩ Đạt để có thể cập nhật thêm những video hữu ích cho sức khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.